Chùa Phổ Đà trân trọng thông báo, ngày tu quán niệm do Hòa Thượng Thích Phước Tịnh xử lý thường vụ Chùa Phổ Đà hướng dẫn. Thứ Bảy ngày 20 tháng 8 năm 2016, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ 30 phút chiều, trân trọng kính mời quý đồng hương Phật tử về chùa tham dự khóa tu nghe Pháp và dùng cơm trưa tại chùa. Cần thêm thông tin xin liên lạc về Chùa Phổ Đà, 5110 West Hazard Avenue, Santa Ana, California 92703, điện thoại 714-613-2709, 714-554-9785.